Video để kỷ niệm cho gia đình thôi. Đó, các bạn của cô dâu ở phía sau này. Trai rồi, có một cái rào ở giữa cánh đồng các bạn ạ. Lòng sao đưa đi. Hôm nay dạ, vẫn một lần nữa mà chúng tôi xin được trân trọng thông báo đến đức sư các chủ của gia đình để xảy ra phía ngoài cổng thôn Triều Quế để tiếp đón phái đoàn thần cái trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vẫn xin được trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị. Cho gia đình nằm chỗ trong buổi trưa ngày hôm nay xin được thông báo đến ban tiếp tân của bên phái đoàn gia đình hỏi nhà trai đã chuẩn bị sắp nấc vai trà để mời đoàn đại diện đến từ nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Vị đại diện của bên phái đoàn hỏi nhà trai chúng ta chuẩn bị sắp nấc vai trà để mời đoàn đại diện đến từ gia đình hỏi nhà trai. Xin chào thể quý vị khách quý trở về trung tâm thị kính của gia đình hội nhà trai chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Bác xin được thông báo đến ban tiếp tân của bên gia đình hội nhà trai chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ vào nhà trai một chút để xem cái không khí tổ chức lễ cúng gia tiên của cô dâu khi mà đi về nhà chồng nữa các bạn nhé. Chồng ghê đẹp. Đi từ từ thôi. Cái này trơn.
cái bậc thang này rất trơn các bạn ạ. À. Ôi các bà cụ ngồi từ phía ngoài này, quần áo truyền thống đẹp quá, rất chào các bà nhá. Vâng. Vâng. Cháu kiếm gì đấy bà bên nhà phải xem video đấy. Gọi cháu Ru Ban Than. Ban Than. Vâng. hơi khó tí cho bỏ cho bà xem. Vâng. Nhà trai sẽ tiếp đón nhà gái. Đúng đơn giản ở trên nhà này thôi. Chủ yếu là để cho cô dâu và chú rể vào. Sau đó thì ra ngoài sân khấu và như để tổ chức. Các thủ tục cũng làm nhanh chóng đâu các bạn ạ. Bây giờ thì cô dâu rể sẽ đi ra ngoài rạp chính để tổ chức lễ thành hôn. Giờ mình cũng ra đấy nhá và quay nhanh một số cái hình ảnh trên sân khấu của lễ thành hôn cho các bạn xem và sẽ ở đây uống rượu giao lưu cùng với này gia đình hai họ. Sân khấu là ruộng luôn các bạn ạ, cánh đồng thì vừa mới gặt xong và gia đình thì tận dụng luôn để làm sân khấu. Nói yêu em thế nào, anh yêu biết thôi nhưng sai hơn. Ít tôi nghe không nhiều vì từ chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Chỉ mong sao chứ lâu sẽ trôi qua thật lâu. Ít tôi nghe em hỡi hai biết lúc xa nhau. Xin nhiều, xin thân chi thưa các chủ, các cô bà, các cha các mẹ, cô chú anh chị, các toàn thể các bạn trẻ là nữ thiên nhiên trân trọng và kính mến. Dạ vâng, cô dâu chú rể hôm nay thật là hạnh phúc, thật là xứng đôi. Hôm nay hạnh phúc đến rồi, anh cầm tay em bước lên ngôi thánh đường, tình lên ngôi đẹp như hẹn ước. Xin toàn thể hội trường của chúng ta dành một tràng tay thật lớn cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời. Về đây, niềm vui từ khắp nơi đây, cũng theo chân quý vị trở về hội trường cưới ngày hôm nay. Vâng, trong hồi hôn để chọn cho mình giải bạc đẹp nhất trong buổi trưa nay để chứng kiến những giây phút hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Vâng, xin được trân trọng khi mời đến toàn thể quý vị. Mời cô dâu và chú rể nhất thì con mẹ con cha công sinh công dưỡng để ta có mình, hai ơn bề bạn chân tình là mai là buổi để mình có ta, đa ơn tất cả cần xa ngày vui có mặt để ta có mình. Vâng, và tiếp theo chương trình ba chú cô xin được trân trọng kính mời chú rể Đinh Nguyên sẽ cầm tay rượu sân banh trong buổi chiều nay, sẽ sắp thần mạnh lên để phù tiệc trong buổi chiều nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể Đinh Nguyên ạ. Chú rể Đinh Nguyên sắp chai sân banh thần mạnh lên ạ. Quý vị chúng ta dành một tràng tay thật lớn để động viên chú rể Đinh Nguyên trong buổi chiều ngày hôm nay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho cô dâu và chú rể hôm nay rất nhiều. Nhà anh có con giường trâu bò lắm thì đâu xa chuyện công hào. Vâng, chú rể Đinh Nguyên đến ngã tay cái bật. Vâng, một tràng tay thật lớn bao nhiêu người? Thưa đại. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau để rất vui sắp thành đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp và ý nhất trong cuộc buổi chiều ngày nay của cô dâu và chú rể ạ.
Rồi, vâng, tiếp theo xin được trân trọng kính mời chú rể Đinh Huân hãy cùng khai cùng trai sắp bay thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể Đinh Huân ạ, đoàn trai sắp bay thứ hai cho em. Vâng, những khoảnh khắc thật đẹp và ý nghĩa nhất trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp và ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay đã. Vâng, xin được chúc cô chào chú rể trăm năm hạnh phúc. Vâng, vâng, vâng. Bò này mẹ tặng cho con, mong rằng hai đứa sắc son một đời, dù cho biển cạn núi rời, mong rằng hai đứa đời đời thì chung. Vâng, xin toàn thể hương trình với chúng ta dành cho đại gia đình họ nhà trai một tràng tay thật lớn nữa các quý vị ơi. Vâng, xin mời. Dạ vâng, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, ta tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Hôn nhau lần nào chưa ạ? Yêu nhau trong sáng mới toàn hôn nhau trong tối đúng không ạ? Vâng, tại trường cuối của gia đình trong buổi trưa nay, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến lên hai bước để cùng quay mặt với nhau để trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Chú rể Đinh Huân, hãy đặt đôi tay của mình lên chỗ mềm nhất của cô dâu ạ. Chỗ mềm nhất của cô dâu là đâu ạ? Bộ phận cứng nhất của chú rể là đâu ạ? Vâng, xin hết trân trọng bờ vai của chú rể là bộ phận cứng nhất để mỗi khi em được cửa vào. Có thể các bạn ơi, chúng ta có thể đến từ 3 đến 1 cùng bàn tổ chức cho cô dâu chú rể hôn nhau đúng không ạ? 3 1 Hôn đời, một tràng đấy thật lớn nào quý vị ơi. Sau nụ hôn nồng cháy của cô dâu và chú rể trao cho nhau trong buổi chiều nay, thì chương trình lễ tân của đôi vợ trẻ Đinh Huân và cô dâu Thanh Xuân xin được khép lại tại đây. Và từ chúng tôi xin được thay lời cho gia đình nam chủ hôn cũng như bố Đinh Văn Bằng, mẹ Hoàng Thị Hoa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cha, các mẹ, cô chú, anh chị và toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã cứ qua ngày đường xá xa xôi, bất chút thời gian và ngọc của mình để trở về tâm sự buổi đại lễ thiêu hôn cho đôi vợ trẻ Đinh Huân và Thanh Xuân trong buổi chiều nay. Và từ chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Để kết thúc cái video hôm nay thì xin mời các bạn hòa vào cùng những cái điệu nhảy, điệu xòe rất là bốc lửa và vui của bà con nhân dân người đồng bào Thái ở cái cánh đồng Mường Lò này nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái hành trình tiếp theo của Hương Ba Than. Thank you.
Thank you.